Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình xả nguyên một lô luôn ha. Gồm có 3 loại ha. Này là sam song hinh ha, linh sam song hinh, me chua và một lô sam núi, sam trái nha cô chú anh chị. Nay em xin xả hàng đồng giá 350.000 một cây ha. Có hiện tại là có khoảng 26 cây nha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Rồi, mình vô cây đầu tiên. Dạ, em xin vô cây đầu tiên á, mã số là G1. G1 ha. Xả luôn nha cô chú anh chị. Cây này em xả giá rẻ luôn. Đế nè, cô chú anh chị mình thấy nguyên một cái dàn đế dữ không? Rồi, thông số luôn. Hàng giá rẻ giá xả nha cô chú anh chị. Hoành cây này là 26. 26 hoành. Hoành ở chỗ này là 18. Hoành cái thân lớn là 18 ha. Cái thân nhỏ thì nó 13. Thân nhỏ 13. Chiều cao là 34. Cao 34. Kính bầu 22. Kính bầu 22. Rồi mã số G1 em xin giao lưu là 500.000. G1 ha, 500.000 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G2. Lô này là xả vốn cho cô chú anh chị mình chơi nha. Hút vốn luôn cô chú anh chị ơi. Lâu lâu xả một lần. Rồi thông số luôn. Hoành cái này 15. 15 hoành. Chiều dài 30. Cao 30 ha. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Mã số G2 em xin giao lưu là 350.000. G2 nha cô chú anh chị. 350.000 nha. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Giá rẻ mà còn bao ship luôn nha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là G3. Một cây trực lắc. Nó đã đâm chồi trở lại trơn rồi nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành em đo ở đây là 18. 18 hoành. Chiều cao 26. Cao 26. Kính bầu 17. Kính bầu là 17. Mã số G3 em xin giao lưu là 350.000. G3, cây này 350 cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo G4 nha. Hàng đồng giá nha cô chú anh chị. 350 thôi nghe cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Mấy cây này đâm chồi mạnh hết à ha. Hàng này là hàng xả nha. Hoành cây này 14. 14 hoành. Chiều cao nó 30. Cao 30. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. Mã số G4 em xin giao lưu là 350. G4, cây này cũng 350 luôn. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Không có chỗ nào rẻ hơn nữa đâu cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo G5. Này là linh sam song hinh nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Bông cũng là bông tím nha. Em đang hoành chỗ này là 19. Hoành 19 hoành. Cây rất là to nha. Chiều cao nó 25. Cao 25. Kính bầu 20. Kính bầu 20. Mã số G5 xin giao lưu là 350. G5 nha, 350.000 nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn ha. Giá này là em không có giảm nữa nha cô chú anh chị. Một giá duy nhất thôi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G6. Cây này nó đâm chồi quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Rồi thông số luôn. Ngắt bỏ đi. Có con sâu nó đeo luôn. Tốt quá là sâu nó đeo. Hoành cây này 19. 19 hoành. Đâm tài le hết trơn nha cô chú anh chị. Dài 28. Kính bầu 18. Kính bầu 18 ha. Này có mã số G6 xin giao lưu là 350. G6 350.000 cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G7. Linh sam song hinh nha cô chú anh chị. Này mình bắt về mình nuôi cũng được nha. Rồi thông số luôn. Giá quá rẻ rồi cô chú anh chị ơi. Hoành cái này 19. 19 hoành. Chiều cao nó 27. Cao 27. Kính bầu 19. Kính bầu 19 nha. Mã số G7 em xin giao lưu là 350. G7, cây này 350.000 luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là lô sam trái nha. Sam trái thì có 2, 4, 6, 6 cây. 6 cây sam trái cuối cùng nha cô chú anh chị. Sam núi, sam trái nha. Mấy cây này
này cũng đâm chồi hết. Mấy cây này là nó đâm chồi hết rồi. Xả rẻ cho cô chú anh chị. Mình chơi luôn đồng giá 350 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi thông số luôn. Quành đo ngay đây là 12. 12 quành. Chiều cao là 21. Cao 21. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. Mã số G8 em xin giao lưu là 350. À, G8 nha, 350.000. Bao ship toàn quốc luôn ha. À, rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo G9. Đó, hàng này là em xả giá rẻ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thương tình đừng có bơm giùm em ha. Đó, hổng gà em cũng bơm quá trời luôn nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo G9. Quành chỗ này là 12. 12 quành. Chiều cao là 28. Cao 28. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Cây này nó cũng đang cho trái nè. À, cô chú anh chị nè, em quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, trái nè cô chú anh chị. Đó, nha. Trái 100% nha. Mã số G9 em xin giao lưu là 350.000. 350 luôn cô chú anh chị ơi, G9 bao ship luôn nha. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây mã số là G10. Đó, cô chú anh chị mình thấy nó đâm quá trời, nó đâm chồi luôn ha. Rồi, thông số luôn. Quành em đo ở đây 13. 13 quành. Chiều cao 22. Cao 22. Kính bầu 17. Kính bầu là 17 nha cô chú anh chị. Mã số G10 em xin giao lưu là 350. G10 ha. 350 đồng giá luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn, xăm trái nha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G11. Đâm chồi đầy hết trơn nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình về mình moi đế ra, đế còn ở trong cái chậu một đống luôn nha cô chú anh chị. Đế dữ lắm luôn. Đó, rồi, thông số luôn. Ủa, em đang ngay đây 13. 13 quành. Cao nó là 25. Cao 25. Kính bầu 17. Kính bầu là 17. Mã số G11 em xin giao lưu là 350.000. G11 cây này cũng 350 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G12. Cái này cô chú anh chị nào mà về mà mình nuôi lại á, mình bắt nguyên lô này về mình nuôi lại ha, giá quá rẻ rồi nha cô chú anh chị. Cây này cũng đang cho trái ha. Mấy này nó cũng có cây nó cho trái lại. À, cô chú anh chị em quay vậy cô chú anh chị mình xem kỹ lại nè, đó. Ha. Đó, trái 100% luôn. Rồi, thông số luôn. Quành cây này là 12. 12 quành. Chiều cao nó 25. Cao 25. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Mã số G12 em xin giao lưu là 350.000. G12 cây này 350 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G13. Rồi thông số luôn. Vẫn là xăm trái nha cô chú anh chị. Quanh cây này 11. 11 quanh. Chiều cao là 18. Cao 18. Kính bầu 18 luôn ha. Mã số G13 em xin giao lưu là 350. G13 nha, 350.000, bao ship luôn ha. Cô chú anh chị mình xem kỹ clip giúp em ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo, G14 là lô me nha. Bữa nay có tới 26 cây xả nha cô chú anh chị, xả cho cô chú anh chị mình 26 cây. Rồi thông số luôn. Xả giá dứ vốn luôn cô chú anh chị ơi. Me này là me chua. Me chua nha. Đo hoành đế ở đây ha. À, 26. 26 hoành. Hoành thân nó 10. Thân 10. Chiều cao là 46. Cao 46. Kính bầu 16. Kính bầu 16. G14 em xin giao lưu là 350. G14 350.000 đồng giá luôn. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Đâm chồi mạnh hết rồi. Rồi thông số gỗ rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo G15. Me chua nghe cô chú anh chị. Cái này trong quá trình mà vận chuyển nó có thể nó bị gãy chồi ha. Cô chú anh chị cũng thông cảm ha. Tại vì chồi chồi non. Đóng giấy ốp giấy thì nó sẽ bị gãy ha. Rồi thông số luôn. Hoành cái này nó là 14. Hoành, 24. Hoành cũ 24. Đó, hoành thân đôi tuốt ở trên là 10 nha cô chú anh chị. Chiều cao nó là 34. Cao 34. Kính bầu 16. Kính bầu 16. Mã
Mã số G15 xin giao lưu là 350. G15 à, cây này cũng 350 luôn, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G16, một cây quái dị cô chú anh chị ơi. Cũng đồng giá luôn nha. Rồi thông số luôn. Quanh đó đây là 32. 32 quanh. Quanh thân chỗ này 14. Thân 14. Chiều cao của nó 25. Cao 25. Kính bầu là 18. Kính bầu 18. Mã số G16 xin giao lưu là 350. G16 ha, cũng 350 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G17. À, quá đẹp luôn ha. Cò lắc à. Mè chua nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Quanh cây này 24. 24 quanh. Quanh thân nó 14. Thân 14. Chiều cao nó là 29. Cao 29. Kính bầu là 15. Kính bầu 15. Mã số G17 xin giao lưu là 350. G17 ha, 350.000 nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G18. Đó, dắt này là tại trời hơi tối á, cây me nó ngủ nha cô chú anh chị, lá nó rủ ha. Đó, cây me thường buổi chiều là lá nó bị rủ. Rồi, thông số luôn. Nó khép lại nó ngủ nha. Quanh đó đây 28. 28 quanh. Quanh thân trên đây 12. Thân 12. Chiều cao của nó là 32. Cao 32. Kính bầu 17. Kính bầu là 17. Mã số là G18 em xin giao lưu là 350. G18 cũng 350.000 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. G19 nha cô chú anh chị. Đó, hàng này là cô chú anh chị mình nhanh tay thì còn nha, lẹ tay thì hên xui nha cô chú anh chị. Đó, chậm chậm là coi như là mắc luôn. Rồi thông số luôn. Chỉ một lần duy nhất trong năm thôi cô chú anh chị ơi. Quanh chỗ này là 36. 36 quanh. Quanh thân chỗ này là 10 rưỡi. Ờ, quanh 10 rưỡi. Chiều cao nó 35. Cao 35. Kính bầu của nó 18. Kính bầu 18. Mã số G19 xin giao lưu là 350. G19 nha, 350.000. Ờ, bao ship luôn ha. Hàng này là em bán là hàng sống khỏe mạnh nha cô chú anh chị, chứ không phải là hàng em bán là hàng chết, hàng gì, hàng giạt đồ ha. Này hàng cây sống khỏe em bán giá rẻ sổ cho cô chú anh chị mình chơi nha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây G20 nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình xem ha. Cây đẹp, đâm chồi mạnh khỏe ha. Đó, me chua nha. Rồi thông số luôn. Mã số là G20. Hoành đế của nó là 29. 29 hoành đế. Hoành thân 10. Thân là 10. Chiều cao 33. Cao 33. Kính bầu 16. Kính bầu là 16. Mã số G20 xin giao lưu là 350. G20 cây này 350.000 đồng giá luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G21 ha. Đó, cái này cô chú anh chị về mình cắt cái chậu mũ ra, mình vô chậu mình chơi bình thường cô chú anh chị ơi. Cây muốn bắt dây được luôn rồi. Rồi thông số luôn. Quanh đo chỗ này 25. 25 quanh. Quanh thân nó 12. Thân 12. Chiều cao là 38. Cao 38. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Mã số G21 xin giao lưu là 350. 2G21 cô chú anh chị ơi, 350.000, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Cây đâm chồi sống khỏe nha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G22. Đó, cô chú anh chị mình thấy cây bên em ha, đâm chồi sống khỏe, giá rẻ. Em bán giá rẻ chứ không phải là cây chết, cây hư nha. Cây vẫn cây bình thường nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Quanh em đo chỗ này 25. 25 quanh. Quanh thân nó là 12. Thân 12. Chiều cao nó là 30. Cao 30. Kính bầu nó 17. Kính bầu 17. G22 xin giao lưu là 350. Ờ, G22 ha, cũng 350 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G23. Ờ, me chua nha cô chú anh chị.
Rồi thông số luôn. Hôm nay xã đồng giá cho cô chú anh chị mình chơi. Quạnh đó đây 24. 24 quạnh. Quạnh thân chỗ này là 14. Thân 14. Chiều cao 25. Cao 25. Kính bầu 17. Kính bầu là 17. G23 xin giao lưu là 350. G23 nha, cây này 350.000, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G24. Đó, cũ của chú anh chị mình thấy ha. Rất là đẹp. Rồi thông số luôn. Quạnh em đo ngay đây là 21. 21 quạnh. Quạnh thân của nó là 11. Thân 11. Chiều cao 30. Cao 30. Kính bầu 15. Kính bầu 15 ha. G24 em xin giao lưu là 350. G24 cây này 350.000, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G25. Đó, co lắc quái đẹp nha. Đâm chồi mạnh khỏe hết à. Rồi thông số luôn. Quạnh nó ngay đây là 30. 30 quạnh. Quạnh thân đó là 13. Thân 13. Chiều cao là 30. Cao 30. Kính bầu 18. Kính bầu là 18 ha. G15 em xin của G25 em xin giao lưu là 350. G25 cũng đồng giá 350 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo G26 cũng là cây cuối cùng của clip ha. Đâm chồi sống khỏe. Rồi, thông số luôn. Quạnh thân em đó đây là 28. 28 quạnh đế nha. Quạnh thân của nó 13. Thân 13. Chiều cao 25. Cao 25. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. G26 em xin giao lưu là 350. G26 cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. 350.000. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi chào cái luôn em ơi. Dạ em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355.